xin chào tất cả mọi người. Em Hồng vừa mới nhận được một câu hỏi, đó là chị ơi, sau sinh thì em hay cáu gắt, nổi nóng, chồng em hay bảo em là khó tính. Thực ra thì tình trạng này hầu hết tất cả các chị em phụ nữ sau sinh đều gặp phải. Đây là tình trạng thất thường, hay nổi nóng, cáu gắt, nổi giận. Và không phải tự nhiên mà ông bà ta có câu là giữ như gái đẻ, đúng không ạ? Do thứ nhất đó là khi phụ nữ sau sinh thì cơ thể thiếu hụt nội tiết tố nữ, khiến cho chúng ta luôn cảm thấy mệt mỏi và khó chịu. Và thứ hai đó là chăm con nhỏ thì cực kỳ vất vả, thức đêm thức hôm này, chưa kể đến là những bé nào hay khó chịu cáu gắt, khiến cho mẹ mệt mỏi, căng thẳng và stress, trầm cảm sau sinh. Vì vậy là các chị em sau sinh thì hãy bổ sung dưỡng chất cho mình để cơ thể của mình được khỏe mạnh hơn, và nội tiết tố thì không bị thiếu hụt, nghỉ ngơi nhiều để cơ thể không bị căng thẳng mệt mỏi nhé. Các chị từ 6 tháng trở lên thì mình nên uống ngày 2 gói diệp lục cần tây tâm hoa đám này để bổ sung cần tây này, diệp lục collagen, giúp cho da của mình đẹp hơn và tăng cường nội tiết tố nữ, giúp cho mình điều hòa được nội tiết tố nữ, tránh tình trạng bốc hỏa, khô hàn sau sinh này, không bị nổi nóng cáu gắt thất thường nữa. Và đặc biệt là các anh chồng nếu mà thấy vợ của mình nóng nảy, tâm trạng thất thường thì cũng phải hỗ trợ vợ, yêu thương vợ nhiều hơn, là chăm sóc con cái cùng vợ nhé. Và đặc biệt là không quên là phải mua tặng vợ một hộp diệp lục cần tây tâm hoa đán để bổ sung các dưỡng chất từ bên trong này, rồi để vợ xinh đẹp hơn và tránh được tình trạng bốc hỏa hay là cáu gắt, rồi bị khô hàn sau sinh. Vợ chồng lại càng thăng hoa hơn. Xin chào tất cả mọi người.